Thưa quý vị, tuy không được may mắn như mọi người có đôi mắt sáng, nhưng thầy giáo Hoàng Văn Khương, giáo viên dạy môn lịch sử tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Giáo dục Hòa nhập Cộng đồng, đã vượt lên số phận, trở thành chỗ dựa tinh thần và tấm gương sáng cho nhiều lớp thế hệ học sinh noi theo. Thầy được các em học sinh quý mến, không chỉ vì sự tận tâm với nghề giáo, mà còn vì những phương pháp giảng dạy hết sức sinh động và hấp dẫn. Phóng sự sau đây được thực hiện nhân kỷ niệm ngày thành lập Hội Người Mù ngày 17 tháng 4 năm 2022. Sau khi tốt nghiệp sư phạm khoa lịch sử và làm công tác giảng dạy được 5 năm, một cơn bạo bệnh đã cướp đi đôi mắt sáng của thầy Hoàng Văn Khương. Khoảng thời gian ấy, dù chán nản, tuyệt vọng, nhưng thầy quyết tâm không đầu hàng trước số phận và xin về dạy học tại trường phổ thông chuyên biệt Nguyễn Đình Chiểu, tiền thân của Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Giáo dục Hòa nhập Cộng đồng, để dạy học cho các em học sinh khiếm thị. Vượt qua những trở ngại tâm lý, thầy giáo Khương gặp nhiều khó khăn với việc học chữ nổi Braille. Ban ngày đi dạy, ban đêm thầy dành thời gian mò mẫm học từng dấu chấm, dấu phẩy lại từ đầu. Có lẽ nhờ vậy mà thầy càng cảm thông, yêu thương và thấu hiểu suy nghĩ của các em học sinh khuyết tật tại đây. Bản thân tôi rất là yêu nghề, luôn muốn đưa những cái kiến thức của mình để dạy cho các em học sinh khuyết tật, đặc biệt là trong đó học sinh khiếm thị. Các em rất là thiệt thòi, bản thân tôi muốn làm rất nhiều điều để giúp đỡ các em có cái kiến thức cũng như là đạo đức để các em vượt qua cái khó khăn trong cuộc sống để trở thành người có ích. Hơn 20 năm giảng dạy tại trung tâm, thầy đã giúp đỡ hàng trăm, hàng ngàn trẻ em khuyết tật, trong đó có cả trẻ em khiếm thị và trẻ em thiểu năng trí tuệ. Với mỗi đối tượng học sinh, thầy lại áp dụng các phương pháp dạy học khác nhau để phù hợp với khả năng của từng em. Môn lịch sử vốn dài và phức tạp, nhưng thầy luôn lọc rõ các ý chính, photo thành cỡ chữ lớn để giúp các em thị lực kém và chậm phát triển trí tuệ dễ học. Bên cạnh đó, thầy chuyển đổi những hình ảnh trong sách giáo khoa thành các mô hình nổi từ bìa cứng hoặc xốp để mô phỏng hiện vật cho các em học sinh khiếm thị có thể hình dung và nhớ bài lâu dài hơn. Thầy đã dạy em được 13 năm rồi ạ. Thầy rất là vui vẻ, rất là hòa đồng. Khi mà em gặp khó khăn thì thầy luôn luôn tìm một cách nào đó để giúp đỡ em một cách tận tình và chi tiết nhất. Dạ, em muốn rất khâm phục thầy, muốn noi theo tấm gương của thầy để tiếp tục chinh phục ước mơ của mình. Thầy luôn luôn cố gắng nỗ lực vươn lên để hoàn thành tốt cái nhiệm vụ của mình. Thầy có nhiều phương pháp cải tiến và phát huy được cái tính tích cực của các em học sinh khiếm thị. Hàng chục thế hệ học sinh được thầy Hoàng Văn Khương dìu dắt đã thi đỗ vào các trường đại học cao đẳng trên toàn quốc. Giờ đây các em đã có thể theo đuổi ước mơ và sống cuộc sống như bao người bình thường khác. Điều mà các em được học từ thầy Khương không chỉ là học đọc chữ nổi hay kiến thức lịch sử, mà còn là nghị lực sống phi thường, tinh thần lạc quan, không đầu hàng trước số phận.